Tiếp đến thì ta có bài số 5 của đề số 1. Đề bài yêu cầu tìm ước chung nguyên tố lớn nhất của hai số nguyên dương M và N. Vậy thì ở bài toán này thì ta sẽ có xác định bài toán. Ở cái bài toán này thì các bạn cũng nhận thấy rằng là các em cùng tập trung. Đầu tiên thì ta sẽ nhập số nguyên dương M và số nguyên dương N để đi tìm được ước chung nguyên tố của nó. Nếu mà ta nghĩ một cách ngây thơ nhất, nếu thầy gọi S1 là tập tất cả các ước nguyên tố của M, S2 là tập tất cả các ước nguyên tố của N, thì nếu như vậy giao của hai tập S1, S2 này đó chính là ước chung của nó, đúng không? Vậy thì ta sẽ đưa ra cái T các ước chung. Đấy. Vậy thì ta sẽ có thuật toán của bài toán này. Thì ta có thuật toán thứ nhất. Nghĩ một cách ngây thơ hơn, nếu Y là ước của M thì Y cũng phải là ước của N, và Y phải là số nguyên tố. Như vậy thì đây ta tổ chức cái bool nguyên tố. Vậy thì ta sẽ có như sau. Bước 1 thì ta sẽ thực hiện là nhập M và N. Ở bước thứ 2 ta bắt đầu thực hiện như sau. Ta duyệt qua tất cả các giá trị Y nằm trong phạm vi từ 1 cho tới min của MN. Tại sao min của MN? Ta chạy tới min của MN bởi lẽ giữa số 10 và số 20 thì ước chung lớn nhất của nó không thể nằm trong phạm vi từ 11 đến 20 được, đúng không? Vậy thì khi đó ta nhận thấy rằng nếu M mà chia hết cho Y và N chia hết cho Y thì khi đó Y là, và thêm một điều kiện nữa, và nguyên tố của Y bằng chu, chứ bằng chu các bạn được phép bỏ đi, thì ta gắn Z thì bằng mắc của thằng Z với thằng Y. Trên thực tế ta chỉ cần gắn Z bằng mắc của Z với, à quên, không phải, xin lỗi, người ta không phải tìm thằng lớn nhất mà người ta yêu cầu là liệt kê. Vậy thì ta đưa thằng Y ra, được chưa? Và khi đó, nào phía dưới các bạn tập trung nhá, không làm việc riêng nhá, không tí đấy. Rồi về thì ở bước cuối thì tới đây ta kết thúc giải thuật rồi. Trong đề bài thì người ta có câu là nếu không có giá trị nào thì ghi ra năn. Vậy ở đây ta khởi tạo biến cờ P có giá trị bằng 0. Và khi đó thì ta nhận thấy khi, trước khi đưa Y ra thì ta bật P bởi giá trị khác. Đấy. Thì ta khởi tạo P bởi giá trị khác. Và khi đó sau vòng lặp for thì ta nhận thấy, sau vòng lặp for nếu P của mình mà vẫn bằng 0 thì chứng tỏ nó vô nghiệm. Thì các bạn đưa ra cái giá trị năn. Lưu ý chữ năn, chữ thường và chữ hoa nó khác nhau. Đấy. Vậy thì ta đã xong đấy cái giải thuật cái bài toán này. Vậy với cái cách làm như trên, các bạn có thấy dễ hiểu chưa? Y là ước của N và khi N chia cho Y và M cũng đều chia cho Y. Rồi, xin mời các bạn ghi cái phần nội dung này vào. Rồi, bài Deep Write 2 để thầy kiểm tra xem thấy bạn Duy làm. Đây, có code của Duy đây. Tiếp đến thầy tìm một cái giải thuật của một bạn khác đấy. Ta có Duy KCB2, ông Minh. Ông Minh béo làm theo hướng này chưa đúng. Ông anh Tuấn. Ông anh Tuấn theo phương pháp chạy bằng cơm kiểm tra tính nguyên tố. Anh Tuấn để ý nhá, cái bool nguyên tố. À, Tuấn Anh, anh Tuấn đây nhỉ? À, anh Tuấn. Để ý cái bool nguyên tố cần phải tổ chức lại theo tối ưu nhất nhá. Cái bool nguyên tố khi nãy thầy vừa hướng dẫn đấy. Cái bool này nó, cái bool nguyên tố này chưa tối ưu đâu. Rồi em duyệt qua tất cả, nếu nó thỏa mãn thì hoàn toàn được. Như vậy là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên chưa tối ưu ở cái hàm nguyên tố. Xem anh Tiến Thành. Rồi. Quang Trung, Nhật Minh,
Nhật Minh giải thuật này chưa đúng. Duy Anh Tuấn, Trường Giang, đây rồi, may quá. Có một người tư duy chưa giống chúng ta. Nào, tập trung một tí. Rồi, ta có code C cộng cộng ở đây. Và chúng ta cùng quan sát một lượt nhé. Ta sẽ... Đây, chúng ta sẽ bắt đầu... ta đầu tiên ta tổ chức một cái bool nguyên tố. Cái bool nguyên tố này Tuấn Anh nhá, à anh Tuấn nhá, kiểm tra một số có là số đúa nguyên tố hay không. Rồi sau đó ta sẽ thực hiện công việc là nhập MN, ta cho chạy tới min của MN chứ không phải mẹ. Đấy, min của MN. Nếu M chia cho Y và N chia cho Y và Y nguyên tố thì ta sẽ out ra. Đấy, cái chỗ này ta cầm cờ ra ngoài. Ở đây ta khởi tạo cờ bởi một cái giá trị. Đấy. Trước vòng lặp for ta khởi tạo cờ bằng 0. Đấy. Sau vòng lặp for ta khởi tạo, nếu cờ của mình vẫn bằng 0 thì ta sẽ ra năn. Đấy. Như vậy trên đây là cái bài số 2 làm theo cách thứ nhất. Ở đây thầy giới thiệu cái cách thứ hai. Các bạn mất mấy phút nhé. Cách thứ hai thì ta có thuật toán 2 tối ưu hơn một chút. Vậy thì các bạn lưu ý như sau. Nào, càng cuối giờ càng tập trung nhá. Bước 1 thì ta sẽ thực hiện là nhập M và N. Muốn đạt được điểm tối đa 2 điểm bài này thì ta sẽ thực hiện như sau. Bước 2 thầy gọi Q là ước chung lớn nhất của thằng M và thằng N. Đấy. Bước 3. Đây gọi là Q là ước chung lớn nhất của M và N. Các bạn được phép sử dụng cái hàm GCD. Đây là một cái hàm có sẵn của C cộng cộng. Và Euclid cũng được. Bước kế tiếp, ở đây có hai dấu gạch nhá. Bước kế tiếp ta phân tích Q thành tích các thừa số nguyên tố. Nguyên tố và lưu vào cái set C. Đấy. Khi lưu vào set C thì nó sẽ lưu các cái thừa số nguyên tố khác nhau và thì khi đó nó không bị lặp lại. Vậy thì để phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố ở phần này thầy cũng sẽ code nhanh. Có một số các cái cách trình bày khác nhau. Đây, sau đây là một cái cách trình bày phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố. Ta thấy rằng cái thừa số nguyên tố bé nhất đó chính là số 2. Vậy chừng nào mà ta chưa phân tích hết cái số nguyên dương Y, số nguyên dương Q thì ta thực hiện cái công việc nếu cái này thầy ghi lại thành chữ chừng nào đi cho nó đẹp bởi vì nó đang là thuật toán. Nếu cái thằng mà Q mà của nếu thằng Q của ta mà chia dư cho chia hết cho thằng Y thì khi đó Y là ước của Q. Vậy thì ta sẽ thực hiện hai việc. Chỗ này các bạn làm như thế này, cái nguyên thủy của cái phân tích nha, một số nó như thế này. Chừng nào mà thằng Q đang còn chia hết cho thằng Y thì ta sẽ thực hiện công hai việc. Việc thứ nhất là ta sẽ đẩy Y vào trong set C. Vậy ta có C.insert cái thằng Y vào. Bởi vì khi đó 100 chia hết cho 2 đẩy số 2 vào. Phần còn lại là số 50. Vậy thì Q của thầy sẽ bằng Q chia cho Y. Sau khi thực hiện xong công việc này thì ta thu được set C. Vậy nếu mà nó không chia hết cho Y này thì nó chia hết cho Y khác. Ta tăng Y lên một đơn vị. Đấy. Quá trình này chạy đi chạy lại. Và đến khi nào mà nó không chia hết cho Y nữa thì giải thuật nó dừng. Vậy tới đây thì ta nhận thấy nếu cái thằng trong Q, nếu thằng Q mà vẫn lớn hơn 1 thì chứng tỏ trong Q đang chứa một số nguyên tố. Thì ta C.insert nốt cái thằng Q vào trong set C. Như vậy tới đây thì ta thu được một cái set C. Thì khi đó ở bước 4 cuối cùng thì ta sẽ thực hiện là đưa các phần tử trong trong set ra. Lưu ý rằng khi ta đẩy các thừa số nguyên tố, ví dụ như số 100 thầy đẩy số 2, 2, 5, 5 thì trong set C nó chứa mỗi số 2 và số 5 thôi. Bởi vì set C nó lưu các phần tử khác nhau. Vậy thì các bạn sẽ for tất cả các cái giá trị x trong cái set C.
và ta sẽ thực hiện cái công việc là sell cái thằng là CX, sell thằng X ra. Đấy. Vậy thì như vậy một lần nữa ta nhận thấy rằng cái set C đóng vai trò quan trọng trong việc lưu các nhiệm khác nhau của một số. Ok chưa? Chỗ này các bạn gặp khó khăn gì với cái bài toán số 5 đi tìm ước chung nguyên tố lớn nhất của hai số nguyên dung MN chưa? À, cách 1 thì đề bảo như thế nào ta làm như thế đấy. Ta for hai vòng. Đây. Thuật toán 1 ta for hai vòng. Ủa thế thôi. Thuật toán thứ hai thì ta thực hiện phân tích nó, ta gọi Q là ước chung lớn nhất. Thì rõ ràng nếu phân tích số Q này thành tích các số thì nó hai số M này, hai số MN này kiểu gì cũng phải chia hết cho cái ước chung đấy, đúng không? Rồi trên đây là bài số 5 của cái đề số 1. Chúc các bạn thành công, các bạn nhớ like, share, comment kênh của thầy nhé. Bye bye.